Hello cả nhà, mình là Happy Studio đây ạ. Cả nhà cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nha. Tập 12 bắt đầu với cảnh Jaehyun bước đến thăm Kumo trong khi Taeja và Haesol vui mừng vì kế hoạch của họ đã thành công. Thế nhưng, Haesol cảnh báo Taeja đừng mất cảnh giác với Jaehyun và cả hai sớm chia tay khi Jaehyun bước đến. Vào bên trong, anh cảnh cáo Taeja không được vượt quá giới hạn với mình. Cô không thể chấp nhận đề nghị đó và cố gắng ngăn cản chồng mình thêm một lần nữa. Tuy nhiên, Jaehyun bảo vợ mình hãy giữ im lặng và ở bên cạnh anh ở lễ nhậm chức tổng thống nếu không muốn người thân yêu gặp phải nguy hiểm. Điều này khiến Taeja lo lắng và nhanh chóng chạy đến liên lạc với em trai mình. Cô hỏi Park Seung về tình trạng bên đó và cảnh báo về Jaehyun. Vì quá nhớ cha, Park Seung rất đau lòng và không muốn nghe điện thoại của mẹ mình. Ở một nơi khác, Haesol trò chuyện với Kumo và cho ông ta biết rằng cô sẽ luôn ở đây để tra tấn ông ta và đảm bảo sẽ trả thù vào một ngày nào đó. Khi chỉ còn hai người, Jojin muốn Haesol hoàn tất việc ly hôn của họ. Ngay sau đó, anh nhận được tin nhắn từ Kyojin hẹn gặp và để lại cha mình với Haesol mặc sự tức giận của Kumo. Về đến nhà, Jojin gặp Kyojin, người đã hỏi về chiếc xe màu đỏ mà em trai mình thích nhất và sự thật về vụ tai nạn của Sujeong. Thế nhưng, Jojin chỉ trả lời một cách mơ hồ và nói như thể mình không biết gì cả. Điều này khiến Kyojin nhận ra rằng lời của mẹ mình đã đúng và Jojin không còn là người em trai trước kia của mình nữa. Sau tất cả, hai người tức giận khiến Jojin bực bội lao ra bên ngoài. Ở một diễn biến khác, Jaehyun thảo luận với Gyu-tae và biết rằng Sang-bae đã bị giết bằng một loại kim độc do Han-win phát triển và ngụy trang nó thành một cơn đau tim hoàn hảo. Anh cũng nhờ Gyu-tae đi tìm con gái của mình với Park Seung và căn dặn hắn ta hãy trừ khử số 105 khi Park Seung đã trở về nhà an toàn. Ngay sau đó, Jaehyun tung lên mạng chứng minh rằng thủ lĩnh phe đối lập đã cố gắng đổ lỗi cái chết của Sen-dak cho vợ mình để làm hại anh và khiến Taeja đau khổ nên đã gặp phải ảo giác. Đây cũng chính là lý do làm cô ấy đến gặp cảnh sát. Bây giờ, Jaehyun đã nhận ra rằng anh cần phải chú ý hơn đến tổ ấm và đã quyết định tạm dừng chiến dịch tranh cử để chăm sóc cho vợ của mình. Anh cũng dặn dò đội chiến dịch của mình xử lý những chuyện còn lại. Tuyên bố này đã khiến Jaehyun nhận được sự ủng hộ của công chúng trong khi Kyung-jok đau đầu khi thanh tra do đang bị điều tra và rất có thể cảnh sát sẽ tìm thấy bằng chứng liên quan đến ông. Mặt khác, Haesol cũng lấy lại vị trí của mình tại đài tin tức nhờ vào hợp đồng đặc quyền của Kumo về quảng cáo phân phối Kumjo khiến ông ngơ ngác và sửng sốt. Khi này, các vệ sĩ hốt hoảng khi chuông báo động kêu may sao. Taeja không bị làm sao cả. Hóa ra, Kyojin lèn vào và muốn biết tại sao anh không thể liên lạc với cô. Taeja kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra khiến Kyojin lo lắng và muốn cô hãy rời xa nơi này để anh giải quyết mọi chuyện. Thế nhưng, Taeja quyết tâm tự mình kết thúc tất cả. Kyojin cũng cho cô biết chuyện USB mà Sung-chan cầm đã bị lỗi và nghi ngờ rằng Sujeong có liên quan đến nghiên cứu ở Hách và muốn trong buổi thuyết trình, anh sẽ vạch trần mọi thứ. Taeja muốn Kyojin gửi thông tin cho mình để cô tìm hiểu và trước khi rời đi, anh đeo thiết bị theo dõi trên cổ tay cô và dặn Taeja gọi cho mình nếu có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Jaehyun xem xét công việc chuẩn bị đang diễn ra trước khi trò chuyện với Jang Serin, một nhà nghiên cứu tại Hách, người cho biết rằng Sung-chan đang một mình kiểm tra bản vá và không cho bất kỳ ai đến gần phòng thí nghiệm đặc biệt. Anh căn dặn phải để mắt đến cậu ta và khi thấy cô chảy máu, Jaehyun biết rằng đã đến lúc cô phải sử dụng loại thuốc mạnh hơn và hẹn cô ở phòng thí nghiệm sau buổi thuyết trình. Mặt khác, Jojin uy hiếp bác sĩ của Kyojin và yêu cầu ông ta giữ anh trai mình ở nhà trong buổi ra mắt sản phẩm. Ngày hôm sau, Kyung-jok đến nhà Jaehyun để xin lỗi sau những chuyện đã xảy ra trong khi Taeja tìm kiếm mọi manh mối về Sujeong. Sau đó, cô đi đến nơi Sung-chan nhìn thấy Jaehyun giấu đồng hồ của mình nhờ sự giúp đỡ của Haesol và tìm thấy tài liệu của Jang Sejin. Họ nhanh chóng chụp lại bằng chứng và Taeja muốn Haesol điều tra thông tin về Sejin trước khi nhanh chóng trở về để không bị nghi ngờ. Cuối cùng cũng đến lúc bài thuyết trình của Hách được diễn ra và Kyojin đang được bác sĩ tiêm thuốc để ngăn cản sự xuất hiện của anh tại buổi lễ. Khi này, Sung-chan tiếp quản sân khấu và giới thiệu thử nghiệm bản vá thông minh trên một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Thế nhưng vì một tai nạn đáng tiếc, cậu ta đã bị liệt cả hai chân. Lúc đầu, có vẻ như mọi thứ diễn ra rất hiệu quả khiến vận động viên đó có thể di chuyển nhưng ngay sau khi tăng lên mức tối đa, dù cậu ta cực kỳ đau đớn nhưng vẫn bị Sung-chan thuyết phục tiếp tục màn trình diễn của mình. Đột nhiên hệ thống báo lỗi làm cậu ta ngất xỉu khiến danh tiếng của họ bị hoen ố trước mặt công chúng ở đó. Khi Sung-chan ngơ ngác không biết làm gì, Jaehyun đã bước lên và mang theo Kyojin đang bất tỉnh, người đã biết được ý đồ của Jojin nhưng ngay khi ra xe, anh đã bị Serin bắt cóc và đưa đến Hách. Khi Jaehyun đánh lạc hướng các phóng viên, Sejin đã bí mật tiêm cho Kyojin để khi vừa dán miếng chip, anh đã tỉnh dậy trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Lúc này, Jaehyun tiếp tục thuyết trình trước giới truyền thông về điều kỳ diệu đã xảy ra trong khi đổ lỗi cho sự hồi hộp trên sân khấu của Sung Chan nên thí nghiệm trước đó mới gặp phải thất bại. Khi được Jaehyun nhờ phát biểu đôi lời trước công chúng, Hyojin không còn lựa chọn nào khác, anh đứng ra tiết lộ rằng đã có người khiến anh gặp tai nạn vào 7 năm trước và cảm ơn ba người em của mình đã giúp anh tỉnh lại bằng bản vá thông minh này. Cùng lúc đó, Haeso cũng đã trở về đài truyền hình và với vị thế mới cùng quyền lực của mình, cô đã lấy lại tất cả những thứ đã mất. Sau khi bài thuyết trình kết thúc, Jaehyun đối mặt với Sung Chan và xé toạc bộ mặt thật của cậu ta, người đã tham lam nghiên cứu của Hyojin mà không thể sửa lỗi và cuối cùng đã gây ra thất bại tràn trề. Lúc này, Sung Chan cố gắng uy hiếp Jaehyun bằng cái chết của Joja nhưng Jaehyun nhanh chóng lật ngược tình thế. Anh cũng có bằng chứng Sung Chan hãm hại Kyorin khi vụ tai nạn xảy ra trước khi bỏ đi. Trong khi đó, Sejin tình cờ bắt gặp Kyojin và ngay sau đó, Jaehyun xuất hiện và cảm ơn Kyojin vì những gì mà anh ấy đã làm trên sân khấu. Anh không cần công nghệ nghiên cứu của Kyojin giống như Sung Chan hay Jojin. Thay vào đó, Jaehyun rất muốn Kyojin tỉnh lại để mình có được một đối thủ xứng tầm, người duy nhất nhìn thấu tất cả ngay từ đầu. Ở một diễn biến khác, Haeso bắt đầu dẫn chương trình tin tức trong khi Taeja theo dõi Serin suốt quãng đường về nhà. Nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ ở cô ta, Taeja đi theo vào trong và thấy Sejin đau đớn đập phá cho đến khi Jaehyun tiêm cho cô ấy một thứ gì đó. Ngay khi Sejin gọi Kyorin, cô tiếp tục bị tiêm thêm một lần nữa. Nhận thấy tiếng động lạ, Jaehyun kiểm tra may sao, Taeja đã kịp trốn thoát và không bị bắt gặp. Lúc này, Jojin nhìn những tấm ảnh của Haeso và hạnh phúc khi nhìn vợ mình mỉm cười trước khi bám theo xe của cô ấy. Khi ngồi trong quán cà phê đợi Haeso, Taeja nhớ lại những lời của Sejin. Ngay lập tức, cô liên lạc với Kyorin và kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Quay trở lại căn phòng đó, Taeja cũng để lại lời nhắn cho Haeso trước khi rời đi. Đợi Kyojin bên ngoài cho đến khi nghe thấy tiếng hét lớn, Taeja chạy vào trong thế nhưng cô đã bị bao vây bởi Sejin và Jaehyun, những người đã khiến cô ấy bất tỉnh. Nhìn thấy cuộc gọi của Kyorin, Jaehyun tức giận đập nát điện thoại trong khi Haeso lo lắng cho chị của mình. Lúc này, Kyojin cố gắng lao đến chỗ Taeja theo định vị đã đưa cho cô ấy. Khi này, Taeja mơ màng được đưa đến một phòng mổ và vài ngày sau đó khi tỉnh dậy, cô đã cùng Jaehyun và những người khác dự tiệc. Lúc đó, cô đã trở lại thành Taeja yêu thương chồng con như lúc ban đầu và Projil cũng hạnh phúc khi đã được trở về nhà. Tập 12 đến đây là kết thúc. Cùng Happy Studio tiếp tục đón chờ tập tiếp theo nha. Chúc cả nhà vui vẻ và may mắn. Tạm biệt.